Một trong những trận đấu chúng ta sẽ rất là mong chờ ở trong trận đấu này, đó chính sẽ là cuộc đối đầu giữa các cầu thủ là Tottenham cũng như là các cầu thủ gọi là Manchester City ở vòng gọi là đá bù của gọi là tuần này các bạn nhớ. Thực sự thì Arsenal cũng đang rất là cổ vũ cho Tottenham có thể gọi là níu chân lại của gọi là cầu thủ Manchester City các bạn ạ. Cũng phải nói thật thì thú thật tôi là fan 20 năm của Tottenham và hãy cùng chờ tin tốt từ gà trống. Đây là những chia sẻ của gọi là các cổ động viên của Arsenal khi mà muốn gọi là cổ vũ là Tottenham để có thể đánh bại được Man City các bạn ạ. Và hiện tại thì Arsenal thì đã chính thức gọi là vượt qua là Man City với hiệu số đó chính là 1 điểm. Và để mà nói về hiệu số thì họ chỉ còn cách gọi là Arsenal gọi là với cả Man City là khoảng 3 hiệu số thôi anh em ạ. Cũng thực sự rất là nhanh các bạn nhớ. Ở mùa này thì Man City hiện tại đang là đội bóng gọi là ghi được nhiều bàn thắng nhất với tổng cộng là 91 bàn. Được chưa anh em, 91 bàn thắng anh em ạ. Và số bàn thắng bại của họ thì cũng chỉ là 33 thôi. Và hiệu số là 61 tương đương với cả 58 của Manchester City. Và nếu như trận đấu này, nếu như mà để mà nói về cái hiệu số mà ít nhất là hòa đi thì có thể Man City thì cũng sẽ gọi là vẫn đứng ở sẽ ở vị trí thứ hai thôi, bởi vì là do hiệu số đang là thua 3 anh em ạ. Thực sự thì cũng rất là căng go. Ở trận đấu tối ngày hôm qua thì Arsenal thì cũng đã có một chiến thắng gọi là tối thiểu gọi là 1-0 nhờ công của Leno Trossard đúng không? Thì đây là trận đấu mà gần như là Arsenal thì cũng có thể là chơi cũng khá là dưới sức anh em ạ. Đó, cũng khá là dưới sức. Và cũng đã để cho gọi là các cầu thủ Manchester United cũng đã uy hiếp khung thành của Raya gọi là vài lần. Nhưng mà với việc là đội hình chấp phá của Manchester United thì cũng không thể làm khó được với cả các cầu thủ là Arsenal. Và 1-0 thì cũng là tỷ số cuối cùng thì cũng giúp cho Arsenal thì cũng vỏn vẹn thắng được gọi là 5 trận đấu gần nhất anh em ạ. Đó, 5 trận nhất ở Premier League thì họ đều thắng. Được chưa? Và ở trận đấu tối qua, Kai Havertz chính là người đã kiến tạo cho Leroy Sané ghi bàn thắng duy nhất và kiếm về 3 điểm quý giá cho Arsenal. Và trong hành trình cùng đội bóng đi đến với danh hiệu của Premier League, thì tiền đạo của tuyển Đức thì cũng đóng góp là 12 bàn cũng như là 7 kiến tạo cho pháo thủ. Arsenal thì hiện đang dẫn đầu ngoại hạng Anh với 37 trận đã chơi với 86 điểm, nhiều hơn Man City 1 điểm. Và thì cho Pep thì cũng còn một trận đá bù với cả Tottenham anh em ạ. Và Kai Havertz cùng đội cũng sẽ rất cần là thắng Everton trong trận hạ màn. Đồng thời là mong Manchester City sẽ có thể sải chân. Và đó là một lý do vì sao mà các chân sút của Đức thì bỗng quay sang trở thành fan bự của gọi là gà trống anh em ạ. Đấy, fan 20 năm của Tottenham đúng không? Nhưng mà trên lý thuyết thì là như thế thôi. Đúng không? Cũng mong là Tottenham gọi là cản bước được nhà đương kim vô địch. Không chỉ của Kai Havertz này là cũng rất là nhiều người anh em ạ. Nhưng mà nói thật thì thực sự là nếu mà Man City mà hướng đến gọi là chức vô địch Premier League thứ tư liên tiếp này thì thực sự đó là một cái kỷ lục anh em ạ. Vô tiền khoáng hậu, chưa đội bóng nào có thể vô địch được 4 lần liên tiếp anh em ạ. Và mong thì Arsenal thì cũng mong là có thể sẽ là giơ cao danh hiệu lần đầu tiên sau 20 năm kể từ năm gọi là 2004. Đá bại Manchester United trên sân Old Trafford lần đầu tiên sau 4 năm thì cũng đã đánh dấu trận thắng thứ 27 của Arsenal tại Premier League mùa này và nhiều hơn bất cứ một đội bóng nào ở giải đấu. Và trong quá khứ thì pháo thủ thì cũng từng 2 lần chạm cột mốc gọi là này vào năm gọi là 1970, 1971 cũng như là 1930 và 1931 anh em ạ. Và đó không phải là sự tiến bộ, đó là lịch sử. Nên đó khó cũng thể gọi là thực hiện được, nhưng mà chúng tôi thì cũng sẽ cố gắng là thi đấu tại ngoại hạng Anh khốc liệt. Nhắc về Tottenham thì hiện tại thì Tottenham thì cũng đang gọi là rất khá là chật vật với vị trí của mình, cũng đang rất là gần điểm anh em ạ. Cuộc đua top 4 và nếu như đêm nay Aston Villa mà thắng được Liverpool cũng như là cánh cửa thì cũng sẽ gọi là khép lại với cả Spurs và họ sẽ phải chờ đến mùa sau để có thể giật vé dự cúp C1 anh em ạ. Động lực thi đấu của Tottenham thì cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi kết quả trận đấu giữa diễn ra tại Vinapark. Và phong độ gần đây của Tottenham thì cũng không thực sự quá là tốt. Và trong 2 trận thắng gọi là chật vật 2-1 trước cầu thủ Burnley, vừa qua thì trận thắng là đầu tiên trong 5 vòng đấu gần nhất. Man City do đó thì cũng đã được đánh giá cao hơn. Nhưng mà Pep thì cũng không vì thế mà có thể chủ quan. Nhất là dưới thời của ông Tottenham đã gây ra rất là nhiều những sóng gió tại gọi là Etihad. Và điều đáng nói ở đây là phong độ ghi bàn của Tottenham thì cũng đang rất là dở tệ các bạn ạ. Từ tháng 4 đến nay thì Brandon Johnson thì cũng ghi chỉ được 1 bàn từ phút đầu trận đầu gặp West Ham. Richarlison cũng như là Son Heung-min thì cũng chọc thủng lưới được Liverpool tạo cách biệt gọi là an toàn. Son Heung-min thì cũng ghi bàn thắng vào lưới Arsenal nhờ một cú gọi là Palenka. Và tổng cộng thì các tiền đạo của Tottenham thì cũng chỉ ghi được gọi là 4 bàn trong 7 trận đấu anh em ạ. Thực sự thì cũng không rất là khó hiểu luôn. 4 bàn trong 7 trận đấu các bạn nhớ.
Và không chỉ các chân sút của Tottenham mà cũng không đóng góp được nhiều, như kiểu là ông Bissouma đúng không, không ghi bàn thắng nào luôn anh em ạ, không có kiến tạo nào, trong khi James Maddison thì có một bàn thắng cũng như là ba kiến tạo anh em ạ. Papecha thì có một bàn thắng và hai kiến tạo, đã làm nguội đi dần đi phong độ gọi là từ đầu năm khi mà họ gặp những chấn thương và trở về từ châu Phi các bạn ạ. Thực sự thì để mà nói thì với phong độ như của gọi là Tottenham ở thời điểm hiện tại ấy, thì cũng thực sự là rất là khó để có thể đánh bại được Man City của ông Pep các bạn ạ. Ngay kể cả Spurs lúc mà còn gọi là phong độ đỉnh cao nhất thì cũng đã chưa chắc rồi. Ngoài thì nói ra thì đây còn một trong những cái phong độ thì cũng cực kỳ kém anh em ạ. Đó, thủng lưới rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, trận thua gọi là Liverpool thủng lưới 4 bàn liên tiếp. Dã man chơi anh em. Nói chung thì trận đấu này thì mình nghĩ là Pep cũng sẽ có lý do để có thể là đề phòng với các trung vệ của Tottenham. Nhưng bởi tuyến giữa thì trên cũng khá bế tắc anh em ạ. Nhưng mà xong thì mình vẫn tự tin dự đoán rằng đây sẽ là một trận đấu mà Pep thì cũng sẽ gọi là vẫn có thể sẽ làm gỏi được Tottenham anh em ạ. Và trận đấu thì mình nghĩ rằng có thể sẽ là một tỷ số cũng sẽ là 4-1 hoặc 4-2 như trận Liverpool đấy anh em ạ. Nhá. Và các bạn đón xem trận đấu vào ngày thứ ba trên sóng truyền hình của kênh dưới phần bình luận đúng không nhá. Mình có để link dưới phần bình luận cho anh em. Hôm nay hôm thứ ba thì bạn nào muốn xem gọi là sóng truyền hình của trận đấu này thì có thể truy cập ngay vào FB live 68.6 FB 68 live.net các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.